Dự đoán soi kèo Hà Lan với Ukraine. 2 giờ ngày 14 tháng 6, Euro 2021, Hà Lan với sức mạnh vượt trội và phong độ ấn tượng nhiều khả năng sẽ nhẹ nhàng đánh bại đội bóng Đông Âu Ukraine tại trận khai màn Euro 2021 của hai đội. Với những cái tên như Macedonia, Áo và Ukraine, Hà Lan rõ ràng xứng đáng là ông kẹ tại bảng C Euro 2021. Dù sự ra đi của huấn luyện viên Ronald Koeman mang lại một số trệt choạc nhưng với rồi mọi thứ lại đi vào quỹ đạo vốn có. Điều này có thể thấy rõ ở hai chiến thắng liên tiếp tại những vòng đấu cuối tại Nations League trước Ba Lan và Bosnia, với những cái tên trong đội hình như Depay, Vanzevic, Virgil van Dijk. Rõ ràng, Hà Lan là cái tên đủ sức cạnh tranh ngôi vương tại giải đấu năm nay. Bên kia chiến tuyến, Ukraine đang thể hiện một bộ mặt bạc nhược và khiến người hâm mộ lo lắng khi đến với vòng chung kết Euro 2021. Trong 6 lần ra sân vừa qua, thầy trò huấn luyện viên Sevchenko thất bại tới 5 trận. Đáng chú ý là 2 trận thua vỡ mặt 1-7 Pháp và 0-4 Tây Ban Nha. Soi kèo châu Á Hà Lan với Ukraine, chọn Hà Lan. Nhà cái đánh giá rất cao Hà Lan khi xếp họ ở cửa trên và chấp tới 1 bàn. Đội bóng màu da cam cũng đang là địa chỉ tin cậy của giới đầu tư khi thắng kèo 4 trận liên tiếp vừa qua. Thêm nữa, trận đối đầu gần nhất giữa hai đội mà Hà Lan chấp đúng 1 bàn. Depay và đồng đội đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Soi kèo tài xỉu Hà Lan với Ukraine, chọn tài. Hàng phòng ngự chính là điểm yếu chết người của Ukraine. Họ thủng lưới tới 20 bàn ở 7 trận đấu vừa qua, tức gần 3 bàn mỗi trận. 6 trên 8 lần ra sân gần nhất của họ cũng kết thúc với kết quả chung cuộc nổ tài. Theo các chuyên gia soi kèo Euro, đó là những căn cứ vững chắc để các chuyên gia tin rằng tài sẽ nổ ở trận đấu này.